Mình xin chào các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay bạn Thảo ra quán trường lái xe, nhân dịp này mình quay video lại cho các bạn xem nha. Hôm nay bạn Thảo chọn chiếc xe màu vàng, có cái cần xúc nữa các bạn. Rồi mời các bạn theo dõi ra bạn Thảo nha. Rồi chúng ta bắt đầu nha các bạn. Rồi bắt đầu mình di chuyển ra quán trường để đây để lái xe nha. Hôm nay có rất là đông các bạn đi lái xe, vì đây là chiều 30 Tết đó các bạn, cho nên là có rất nhiều người ra đây. Rồi xe cũng khá đa dạng, cho nên mình có thể chọn rất là nhiều mẫu xe khác nhau, từ xe ô tô, xe đạp điện, thì xe ô tô điện, rất là nhiều mẫu mã khác nhau nha các bạn. Ra đây mình tha hồ lựa chọn luôn đó, các bạn thấy chưa, quá cho nhiều xe luôn. Rồi mời các bạn cùng bạn Thảo lấy xe nha. Quay luôn nè.
Có bạn này rất là lịch sự nha các bạn. Bạn thấy bạn Thảo chạy tới, bạn dừng lại cho anh Thảo chạy qua. Rồi tiếp theo một bạn trai nữa rất là lịch thiệp luôn, bạn ấy cũng dừng xe lại, sợ va chạm đó các bạn. Mình đi xe này rất là dễ va chạm nên mình phải nhường nhịn nhau xíu nha. Chạy đi qua quen cái. Quay đó. Chạy đó đi, còn để quay quay ngược ra kìa. Chạy đó kìa, quay ngược nó rộng kìa. Chạy qua đó đi cho nó rộng. Có đi với Thảo được không? Thì đi chứ. Sao ngược tới ba sẵn có ba không vậy? Con chạy đi, con quay phim.
để rồi con. Rồi con. Lại kia chơi. Lại kia chơi rồi chút rồi về ha. Rồi cho thỏ ra lại. Hả? Thỏ ra lại. Cái gì? Thôi khỏi đi coi con thỏ. Lấy cho mình chơi con. Các bạn ơi, mình và bạn Thảo xin dừng clip ở đây nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại.